Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh Xe Giờ các em ạ. Lời đầu tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ cập nhật về giá xe cho về dòng xe Mazda 3 Sport ạ. Mazda Sport thì nó sẽ có 4 phiên bản cho em lựa chọn, là bản 2.0 Premium, bản 2.0 Luxury, bản 1.5 Premium và bản 1.5 Luxury ạ. Vậy thì video này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe này, tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mại để cho sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn anh em mà muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì em hãy comment phía dưới cho em nhé, để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn anh em mà chưa đăng ký kênh em thì em hãy đăng ký kênh em nhé. Bởi vì kênh Xe Giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, em xin phép được đi vào vấn đề chính luôn cho em nhé. Đầu tiên giới thiệu cho em về một chiếc xe Mazda 3 Sport bản 2.0 Premium, nó bản cao cấp nhất của dòng xe Mazda 3 Sport ạ. Với giá miếc của nó đang là 849 triệu ạ. Nó cũng là giá tính thuế cho anh em nhá. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 794 triệu ạ. Còn anh em mà muốn được giá tốt hơn hay một chương trình khuyến mại như nào, tặng phụ kiện ra sao, chi tiết đơn bài như nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại góc dưới trán màn hình, chắc chắn anh em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất thị trường cho em đi ạ. Vậy thì chiếc xe Mazda 3 Sport bản 2.0 Premium này lăn bánh rồi đang là 918 triệu, trả góp thì đang là 294 triệu ạ. Còn là tỉnh thì đang là 883 triệu, trả góp thì đang là 259 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 901 triệu, trả góp thì đang là 277 triệu em nhá. Ở dưới phần mô tả thì em có đường link, đó sẽ được đường link nhận báo giá. Anh em muốn được gửi về giá xe, tổng lăn bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lãi suất ngân hàng như nào thì anh em hãy điền thông tin như là tên này, địa chỉ này, số điện thoại này, loại xe quan tâm này, hình thức trả thẳng trả góp để em sẽ gửi lại cho anh em các thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất cho anh em nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Mazda 3 Sport bản 2.0 Luxury ạ. Với giá miếc của nó đang là 799 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em giá đang là 746 triệu em nhá. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay một chương trình khuyến mại như nào, tặng phụ kiện ra sao, chi tiết đơn bánh như nào thì anh gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại góc dưới trái màn hình nhé. Chắc chắn anh em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất thị trường cho em đi ạ. Vậy thì chiếc xe Mazda 3 bản 2.0 Luxury này lăn bánh rồi đang là 864 triệu ạ. Trả góp thì đang là 278 triệu. Còn là tỉnh thì đang là 830 triệu. Trả góp thì đang là 244 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 848 triệu, trả góp thì đang là 261 triệu em nhá. Các chi phí mà tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ này, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ. Còn một số các chi phí mà chưa tính vào cho anh em đó chính là bảo hiểm thân vỏ. Bởi vì bảo hiểm thân vỏ nó sẽ là bảo hiểm tự nguyện, anh em có muốn mua hay không mua thì phụ thuộc thôi. Trừ khi anh em phải mua trả góp qua ngân hàng mới bắt buộc là phải mua tối thiểu là 1 năm. Thì trong phần trả góp thì em đã tính là 1 năm bảo hiểm thân vỏ rồi cho anh em rồi nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Mazda 3 Sport bản 1.5 Premium. Với giá miết của nó đang là 799 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em giá đang là 776 triệu em nhá. 776 triệu đi ạ. Vậy thì chiếc xe Mazda 3 bản 1.5 Premium này lăn bánh rồi giờ đang là 894 triệu. Trả góp thì đang là 284 triệu ạ. Còn là tỉnh thì đang là 860 triệu, trả góp thì đang là 250 triệu rồi ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 878 triệu, trả góp thì đang là 268 triệu thôi em nhá. Ở dưới phần mô tả thì em có một đường link, đó chính là đường link về kênh xe cũ. Anh em là muốn được xem về chiếc xe cũ, chiếc xe lướt, chiếc xe đã qua sử dụng, chất lượng cao, giá cả hợp lý thì anh em hãy theo cái đường link đấy của em nhá. Vào xem video của em này, đăng ký kênh của em, chờ video mới nhất của em để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể cho em ạ. Ok, tiếp theo cuối cùng em giới thiệu cho em về một chiếc xe Mazda 3 bản 1.5 Luxury ạ. Với giá miếc của nó đang là 744 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em giá đang là 721 triệu em nhá. 721 triệu thôi ạ. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay một chương trình khuyến mại như nào, tặng phụ kiện ra sao, chi tiết đơn bài như nào thì em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em, chắc chắn anh em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhá. Vậy thì chiếc xe Mazda 3 Sport này lăn bánh rồi giờ đang là 833 triệu ạ.
trả góp thì đang là 266 triệu ạ. Còn tỉnh thì đang là 800 triệu tròn, trả góp thì đang là 233 triệu. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 818 triệu, trả góp thì đang là 251 triệu thôi em nhá. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe này, tổng lăn bánh này và các chương trình khuyến mại của chiếc xe Mazda 3 Sport cho toàn bộ các phiên bản. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Cho anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhá, để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ các dòng xe của Mazda cũng như các hãng xe khác nhau ạ, cũng như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota hay rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam, để cho sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em mà muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì em hãy comment phía dưới cho em nhá, để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể cho em ạ. Còn em mà chưa đăng ký kênh em thì em đăng ký kênh em nhá, bởi vì kênh xe bây giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.